bắt lên đây. Cầm đứa cho em. Ủa không cho con gấu ra ngoài à? Con gấu của anh. À, đút cháo cho ăn trước á. Gấu của anh ở ngoài kia, gấu anh ở đâu? Nhà gấu gì của anh là từ ai có chủ nữa. Đây là giấy châu chọn. Rất là sắc luôn, rất ít trâu trọi có khuôn mặt với mắt như thế này. Trâu sừng đẹp, rất là gầy. Trâu cho Campuchia cho mọi người. Đây là châu cậu. Châu cậu thần thoại. Nhỏ rất là nhanh. Đây là châu cậu mọi người. Ông châu này ở tỉnh Đồng Tháp. Đây là châu Đắk Lắk. Ném một dàn sát thủ ra cho ăn. Châu béo ấy. Thức ăn chủ yếu là mía, quả ổ và cà rốt. Chiến binh đang chờ ăn. Ui, ngã, bác trưởng. Đây là thực ra em Châu đang nấu cháo cho gấu của Nam Bếu. Chú chú ăn gì? Viết đi. Mình nấu gì? Nấu cám. Nấu cháo với cơm. Cho cả cám hả? Ừ. Cho chục trứng gà hả? Cho lên cơ. Rất là chịu khó khi đây là người làm nha. Người làm này nương trả 7 triệu một tháng nuôi cơm. Nuôi ăn ở. Bác bố ơi, con này cho đây nhanh béo hẳn lên kìa. Con này lại to ảnh, bé cao thật đấy. Yeah. Cao dã man, muốn tội hình ngắn cho. Đấy, bố có nhìn thấy không? Châu hơn 1 tấn này. Hả? Dã man. Đây là vườn cỏ nha mọi người. Cỏ mùa này đang lên rất là tốt.
sự rất là đẹp. Hiện tại thì nhà mình đang có 7 người làm. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.